Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây em nhận được rất là nhiều những cuộc gọi, những tin nhắn của các bác và anh em về việc lắp thêm một con chép giờ bên ngoài. Rất nhiều các bác và anh em là loa nó hơi tối tiếng, các bác rất thích tiếng chép, rất thích sáng. Đấy, thì các bác muốn nó có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ là muốn lắp thêm con chép nhỉ, nhưng mà cái điều quan ngại của các bác và anh em là sợ đấu thêm là nó có ảnh hưởng gì đến âm ly không, ảnh hưởng đến loa chính hay không. Đấy, thì rất nhiều anh em là có những cái băn khoăn thắc mắc như vậy, và cũng như cách đấu ghép thì em có chia sẻ rất là dễ rồi, em có nói rất là nhiều, đấu nó rất là dễ, cực kỳ là dễ luôn các bác và anh em nhá. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện như này, đây là một cái sai lầm mà em gặp không ít đâu. Tức là em đấu, em có bán cho một bác khách thì bác ấy đấu một con loa chép ngon lành như em hướng dẫn rồi, tất cả ok chạy ngon lành. Đấy, đấu song song vào với cả loa chính là chạy. Thế thì có một hôm bác bảo là bác chia sẻ với em là bác xem trên YouTube là đấu hai loa song song với nhau thì trở kháng nó tụt và có thể dẫn tới cháy âm ly. Đấy, thì bác sợ quá, bác phải rút ra. Bác phải rút ra, bác không đấu song song nữa. Đấy, thì bác đi đấu nối tiếp vào với nhau. Đấu nối tiếp tức là như nào? Tức là như này các bác và anh em nhá. Tức là cái dây âm của loa này, được chưa? Dây âm của đây là hai cái dây loa, một là dây loa từ âm ly ra này, hai là dây loa từ của loa chép này, các bác và anh em xem nhá. Đây là dây từ con chép. Đấy, em ví dụ như này để các bác và anh em. Em mô phỏng lại cái cách mà bác ý thực hiện. Đấy. Đấu nối tiếp là dây âm của dây này sẽ đấu vào dây dương của loa kia, được chưa? Đấy, đây em ví dụ như này, được chưa? Đấy, đấu nối tiếp, rồi âm thằng này vào dương thằng kia, hai cái dây loa của hai cái loa và hai cái dây loa còn lại, đấy, âm dương đây thì chính là hai cái dây để đấu vào loa chính, để em đấu vào nhá. Đấy, đấu vào loa chính đây, đấy, em cài vào đây, đang mô phỏng lại thôi về cái trường hợp của một bác khách của em. Đấy, bác nghe trên YouTube là đấu song song thì nó sẽ cháy loa, thì bác sợ quá bác cứ đấu như này, đấu nối tiếp như này. Bác bảo nghe thì nghe rất là chán, nên test luôn cho bác em nghe, thì nghe thấy mỗi tiếng chép thôi, mỗi chép và không thấy mát, mất hẳn tiếng bát luôn. Bác đang thắc mắc và đang rất là hoang mang mà không biết thì nào, đấu thêm chép vì sợ cháy mà đấu như này thì lại không nghe được. Đấy, các bác, cái tình trạng này không ít người gặp phải các bác và anh em nhé. Đấu nối tiếp giữa loa chép với cả loa chính không nghe được đâu các bác và anh em nhé. Nghe rất chán, thật sự rất chán luôn. Đấy, còn về đấu chuẩn như thế nào, nó sẽ đấu như này, nó sẽ đấu song song. Còn các bác và anh em yên tâm đi, tất nhiên là nếu như mà về nguyên tắc mà hai cặp loa bình thường, ví dụ hai cặp loa thùng hoặc một cặp loa bát, các bác và anh em hoặc một cặp loa trợ lời ấy, một cặp loa trợ lời chẳng hạn, nó không quá tụ, nó không quá tụ cản. Đấy, khi mà các bác và anh em đấu hai loa song song với nhau thì trở kháng nó sẽ tụt xuống, chính xác là giảm đi. Em ví dụ âm ly của các bác và anh em hỗ trợ từ 8 cho đến 16 ohm, các bác đang chạy một cặp loa 8 ohm, một cặp loa 8 ohm, và bỗng một ngày các bác lắp thêm một con loa 8 ohm nữa và các bác đấu song song, hai con loa 8 ohm đấu song song, trở kháng nó tụt xuống, nó giảm xuống còn 4 ohm thôi. Và đương nhiên 4 ohm nó không thuộc phạm vi từ 8 cho đến 16, tức là nó nhỏ hơn cái 8 ohm mà âm ly cho phép hoạt động, thì lúc này các bác đấu thì nó sẽ nóng sò và dẫn tới cháy âm ly, là chuyện hết sức bình thường, các bác và anh em lưu ý cho. Thế nhưng đấy là trường hợp đối với những cặp loa thùng, những cặp loa khác. Còn đối riêng đối với loa chép, các bác và anh em yên tâm một điều cho em là các bác và anh em đấu song song cho em nhé. Đấu song song tức là sao? Loa chép, dây chép của các bác đây, các bác chập vào âm với cả âm và dương với cả dương, đấu với nhau cho em như này. Đấy là cái cách các bác và anh em nhé. Đấy, âm với âm và dương với dương các bác đấu vào. Đấy nhá. Đấy là đấu song song và như này các bác bật chạy ngon lành cành đào các bác và anh em nhé. Đó, thì các bác cứ đấu song song cho em, đảm bảo với các bác và anh em nghe hay và không ảnh hưởng đến trở kháng của loa chính và không ảnh hưởng gì đến âm ly của các bác và anh em đâu. Bởi vì con loa chép này nó hoạt động với cái tần trên cái giải tần tần số cao và có tụ cả, hoặc thậm chí có mạch phân tần của loa chép rồi, nên là các bác vẫn cái việc mà ảnh hưởng trở kháng của nó cực kỳ là thấp, gần như là rất là nhỏ. Con này 8 ohm, con này 8 ohm, khi đấu song song nó chỉ giảm xuống cực kỳ nhỏ, đôi khi giảm xuống khoảng 7.9 thôi, chứ không hề giảm xuống một nửa đâu các bác và anh em. Thế là hoàn toàn yên tâm, người ta coi như là không ảnh hưởng đến trở kháng của âm đi. Đấy, đấy là một cái. Còn ngoài ra, đấy là một cách đấu các bác và anh em nhé. Đấy là một cách đấu, đấu trực tiếp vào cặp loa chính. Đây là loa chính của các bác và anh em này. Các bác đấu trực tiếp vào cặp loa chính như cách em vừa đấu đây. Đấy là một cách. Đấy. Cách thứ hai, các bác và anh em nhé. Cách thứ hai, các bác và anh em, ví dụ âm đi của các bác và anh em có hai kênh, được chưa? Đây, em ví dụ ở đây. Quay lại cho mọi người xem. Âm ly của các bác và anh em đây có hai kênh A và kênh B, tức là có tổng có 4 loa. Kênh A thì các bác đấu cho loa chính rồi, còn thừa một kênh B ở đây.
các bác đấu con chép vào kênh B như này, dây nó sẽ dài hơn một chút, đấu con chép vào kênh B được chưa. Khi nào các bác nghe thì các bác âm ly lên đây, chữ âm ly này nó sẽ có hai kênh này, bật kênh A này, bật kênh B này. Đấy, kênh A bật lên này cho loa chính nhá, kênh B các bác muốn nghe chép các bác bật lên. Đấy, hôm nào mà nghe nhạc mà thích nhạc trẻ chẳng hạn, không muốn nghe nhiều bác thì có thể tắt chép đi. Đấy, cách đấu này cũng rất là tiện, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ cho trường hợp mà âm đi có hai kênh thôi các bác và anh em nhá. Cách đấu thì như em vừa nói đơn giản nhất là các bác đấu song song cho em từ cọc loa chính đi lên. Có một cái cách này em hay đấu này, nếu như trường hợp dây loa chép này nó khá là nhỏ ở cầu loa bố chuối chẳng hạn, thì các bác và anh em nhét cái dây chép vào đây ấn nó xuống, đó rất là tiện nhá, cắm nó xuống. Tương tự như vậy bên này cũng thế, các bác xỏ vào đây, xỏ dây chép vào cái lỗ bắp chuối, nó bắp chuối cắm rất là tiện nhá, em rất thích bắp chuối như này. Đấy, các bác cắm chèn vào đó rất là ok, đấu như vậy rất là tiện. Đây là một cái trường hợp nhỏ nhỏ mà em chia sẻ lên đây để góp ý dành cho bác nào mà đang băn khoăn, đang thắc mắc hoặc là đang lo ngại và đang sử dụng con chép đấu song song như này, thì cứ tự nhiên cứ đấu, cứ dùng bình thường, chứ đừng như một số bác mà đang dùng bình thường lại thấy nghe trên YouTube là đấu thêm loa nó tụt trở kháng, thế sợ quá lại quay ra đấu lại thì nó lại không hay nhá. Như vậy thì em bổ sung thêm một chút để các bác và anh em lắm được. Đấy, đôi khi mình nói hơi dài dòng, em chia sẻ hơi dài dòng thì mong các bác và anh em bỏ qua. Thì một cốt lõi thì em cũng chỉ muốn chia sẻ để các bác hiểu ra một vấn đề là loa chép cứ đấu song song cho em, không phải lan tan nhá. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi video. Cuối cùng em để lại phần ý kiến đánh giá nhận xét của các bác và anh em ở phía cuối video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.